Cái này là đề thi học sinh giỏi lớp 9 Long An. Em học sinh giỏi. Năm 2014-2015, ngày thi là ngày 7 tháng 4 năm 2015. Bây giờ là viết các phương trình học thực hiện chuỗi chuyển đổi biến hóa sau. Thực ra cái chuỗi này dễ ăn điểm òm á. Rồi. Bây giờ nào, nói cô nghe nè, nói cô nghe nè. KMN4 làm đăng cho ra clo đây. HCl 2 lần KMN4 cộng 16 lần HCl cho ra 2 lần KCl cộng 2 lần MnCl2 cộng 5 lần clo và 8 lần nước. Thế cô xịn sò thuộc ở phương trình nữa. 2 16 2 5 clo 8 nước. 8 nước. Tiếp tục nè, clo làm đang cho ra HCl, bữa trước học bài clo rồi mà. Còn hydro có gì? Ánh sáng hoặc là nhiệt độ tùy. Khi đó HCl là ở trạng thái khí, gọi là khí hydrochloro. Và khí này dẫn vào trong nước thì mình mới thu được dung dịch axit clo hydric. Cô đã nói với các con là sao HCl đi mà là dẫn cái khí, trạng thái khí là không con đưa với quỳ khô vào là không làm với quỳ đổi màu đâu nha. Quỳ ướt mới làm đổi màu, vì lúc đó nó tan trong nước mới làm cái với quỳ đổi màu. CO2. Từ HCl làm thế nào để ra NaCl? NaOH. Cộng là A không cô? Được cái nhưng mà không ai đi lấy Na ra cộng phí. NaCl làm thế nào để ra NaOH? NaCl làm ra cho ra NaOH. Bữa học bài điều chế clo thì nói rồi mà. Làm thế nào để điều chế NaCl NaOH từ NaCl đây? Đúng rồi, cộng với H2O. Điện phân dung dịch, điện phân dung dịch và phải gì? Có màng ngăn. Vì sao phải có màng ngăn? Trả lời câu nghe muốn quýnh ghê. Có màng ngăn để ngăn không cho clo tiếp xúc với NaOH. Vì clo mà tiếp xúc với NaOH, chúng sẽ tác dụng với nhau tạo thành nước da vàng. Bây giờ NaOH làm ra cho ra NaHCO3. NaOH làm thế nào để cho ra NaHCO3 đây? Hả? NaOH làm ra cho ra NaHCO3. NaOH làm ra cho ra NaHCO3. CO2. Đúng rồi, cộng với CO2. CO2 dư nha. Không có. Rồi tiếp tục NaHCO3 làm sao cho ra Na2CO3? Nhiệt độ được. Cho ra Na2CO3 cộng khí CO2 cộng với nước. Ở đây nếu các con không thích đó thì các con có thể cộng với NaOH cũng được nha. NaHCO3 mà cộng NaOH thì ra Na2CO3 với nước. CO2 với đàn O2. Rồi phần tiếp theo nè. Na2CO3 làm thế nào để ra CaCO3? Con thiếu CO2 thì kìa. Chứ không còn CO2 thì đang không cân bằng cho đủ hai nữa. Na2CO3 làm sao cho ra CaCO3 đây?
hả? Oxeo. Nghĩ ram nó muối mà cộng được với oxit bazơ hay đứa. CaOH. Cộng với gì? CaOH 2 lần, còn không là cộng với CaCl2. Phản trao đổi về hai muối. Phản cuối cùng nào? Nè 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 nè, nhanh lên nha. CaCO3 cộng với gì? Hydroxy CO2. Cộng với CO2 và nước chứ không có oxy nha. Quen đó. Làm sao? Chỉ trợ 31. Chứ cộng với chi con biết là vẫn trao đổi mà đang con hỏi nữa. Rồi xong rồi. Biết bài. Rồi bây giờ sang cái bài nhận biết. Cái bài nhận biết này thì dễ mà. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu. Có mấy lọ đây? HCl, NaOH, NaCl và NaHCO3 này. Chỉ dùng dung dịch phenol phtalein nha. Nhận biết mỗi dung dịch trên bằng phương pháp hóa học và viết phương trình. Hỡn nếu nữa có. Lưu ý nha, chỉ được dùng phenol phtalein thôi nha. Mà các con lưu ý nè, phenol phtalein là hóa hồng trong môi trường nào? Bazơ. Hóa hồng trong môi trường? Bazơ. Ở đây trong bốn cái HCl, HCl, NaOH, NaCl với NaHCO3 là cái nào là môi trường bazơ? Có hai cái môi trường bazơ. NaOH và NaHCO3. Các con lưu ý nè, muối á, nghe. Muối mà tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu. Muối tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu. Có phải NaHCO3 là muối của bazơ, NaOH là bazơ mạnh không? Axit là H2CO3 là axit yếu không? Nhớ muối mà tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu thì nó sẽ mang tính bazơ. Môi trường sẽ là môi trường bazơ. Bây giờ tương tự câu hỏi các con này, nếu như muối CuCl2 thì nó sẽ mang môi trường gì? CuCl2 là muối tạo bởi bazơ CuOH 2 lần là một bazơ không tan là yếu. Với axit là HCl là mạnh. Cho nên cái muối nó sẽ mang tính môi trường axit. Vậy nếu như cô nhỏ phenol phtalein vào bốn cái mẫu thử HCl, NaOH, NaCl và NaHCO3 thì cô hỏi các con phenol phtalein nó sẽ chuyển sang màu như thế nào? Bỏ qua HCl, nếu mà mẫu HCl là không màu, không màu. Bỏ qua NaOH là màu xanh luôn mà xanh. Màu hồng đậm. Đỏ. Màu hồng đậm. Bỏ vào NaCl không màu. Bỏ vào NaHCO3 màu đỏ. Màu hồng luôn. Nếu như làm trong phòng thí nghiệm, các con có thể biết được màu nào là của NaOH và màu nào là của NaHCO3 thiệt. Bỏ vào NaOH. Bỏ vào NaOH là nó màu đậm lắm. Bỏ vàng mà vô NaHCO3 là màu nhạt hơn, lợt hơn, nhìn nhất liền á. Nhưng mà trong cái bài này người ta lại không cho mình biết nồng độ. Cho nên mình không thể nào mà nói là đậm hay lợt. Ví dụ hắn cùng nồng độ thì mình chắc chắn bỏ vào NaOH là nó sẽ đậm hơn. Còn bỏ vào NaHCO3 là nó lợt hơn. Vì đây nó không cho mình biết nồng độ đó nè. Cho nên đầu tiên chúng ta cho NaOH, cho phenol phtalein vào. Làm chia thành mấy nhóm? Hai nhóm. Chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất màu xanh thôi, màu hồng lại là không nhìn có không biến màu mà. Màu một nhóm là màu hồng, một nhóm là đổi sang màu hồng, một nhóm là
Sao không màu? Là không đổi màu. Bây giờ nói cô nghe là cái nhóm nào là màu hồng nào? NaOH và HCO3. Đúng rồi, còn nhóm không đổi màu. HCl và HCl. Ok. Cho phenol và tallin vô. Cho lô tô vô vô. Đâu, cho lô tô đúng rồi đó con. Hả hồng? Còn mua cái casio nè, mà nó mới xíu. Mua đồ mới vô, không biết làm. Rồi. Bây giờ các con, bây giờ nè, mình không được phép dùng thêm cái thuốc thử nào nữa trơn á. Vậy mình sẽ làm gì tiếp theo? Bóc lô tô. Bóc lô tô nghe. Cái nhóm mà hóa hồng là cô gọi là nhóm số 1. Còn cái nhóm mà không đổi màu là cô nhỏ gọi là nhóm số 2. Rồi, số 2 đi. Cái nhóm mà hóa hồng là cô gọi là nhóm số 1. Mà cái nhóm không đổi màu là cô gọi là nhóm số 2. Rồi, ghi vô, ghi đi cô. Dạ. Lấy một chất bất kỳ của nhóm 1. Lấy một chất bất kỳ của nhóm 1 cho vào nhóm. Lấy một chất bất kỳ của nhóm 1 nhỏ vào hai dung dịch của nhóm 2. Nhỏ vào hai dung dịch của nhóm 2. Giờ nhóm 1 là có 2 cái, nhóm 2 là có 2 cái. Bây giờ cô bốc hóa hồng là cái gì lạ đi? Hóa hồng là cái ai? Cứ đi với cái đi chứ. Không đổi màu là cứ đi với cái đi chứ. Này, không có giỡn nghe. Bây giờ lấy một chất bất kỳ của nhóm 1 cho vào nhóm 2 thì ra. Lấy một chất bất kỳ của nhóm 1 cho vào nhóm 2 thì sao đây? Đấy. Nhóm 1 có cái nào? Nhóm 1 có cái nào? Bây giờ cô bốc lại một cái. Để cô bốc đúng nào ha. Nhỏ vào đây thì sao? Ừ, không từ. Còn nếu bốc đúng cái này. Ừ, đúng rồi, đi bộ. Để thấy sao thứ nhất. Nếu chất được lấy là nào ha. Dạ. Nếu chất được lấy là NaOH. Nếu chất được lấy là gì? Tiếp tục nè, nếu chất được lấy là NaOH thì sao? Nếu chất được lấy là NaOH thì sao? Cả hai ống nghiệm, cả hai dung dịch của nhóm 2 không có hiện tượng. Hả? Có lưu ý này, NaOH tác dụng được với NaOH có tác dụng được với HCl không? Có, nhưng mà nó không có hiện tượng. Mình nhìn mình thấy. Rồi đến sang thứ hai. Nếu chất được lấy là NaHCO3. Nếu chất được lấy là NaHCO3 thì sao? Nếu chất được lấy là NaHCO3 thì sao? Thì sao con? Nhỏ vào dung dịch HCl. Nhỏ vào dung dịch HCl là có sủi hoạt khí. Còn nhỏ vào dung dịch NaC vào dung dịch NaCl thì sao? Không hiện tượng. Như vậy là cô đã biết hết 4 dung dịch chưa? Rồi, nhớ cái chương trình vào.
đốt cháy hoàn toàn 84 gam hỗn hợp ít. Đốt cháy hoàn toàn 84 gam hỗn hợp ít gồm FeS2. FeS2 hoặc bilic đó không? Gồm FeS2. Ở đó sắc hóa trị 2. Không, S nữa là gồm lưu huỳnh không với lưu huỳnh hóa trị 2. Và Cu2S bằng lượng oxy lấy dư. À, Cu ở đó thì 1. Bằng lượng oxy lấy dư, ta được chất rắn A. Và 20.16 lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Và 20.16 lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Các con lưu ý này, hai cái này đốt đều ra, đều ra SO2 hết. Mà họ nói là oxy dư, cho nên hai này, hai cái chất này đốt hết luôn. Đúng chưa? Mà nhớ này, FeS2 mà đốt á, là các con đã học trong cái bài điều chế H2, điều chế SO2 rồi. Lãng rẽ bài hào 3 với khí SO2. COS mà đốt thì nó cũng ra tương tự như vậy, là ra CO và SO2. Không, CO oxy dư mà. Được chưa? Như vậy là ở đây mình viết chương trình, mình đặt ẩn, mình giải chắc chắn mình tính là được hết luôn. Chấm này, chuyển toàn bộ SO2 thành SO3. Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3. Rồi hấp thụ vào nước được dung dịch B. Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3. Rồi hấp thụ vào nước được dung dịch B. Chấm. Cho toàn bộ A vào B. A là gì, đọc đề thì biết. Khuấy kỹ cho các phẩm xảy ra hoàn toàn. Khuấy kỹ cho các phẩm xảy ra hoàn toàn. Khuấy kỹ cho các phẩm xảy ra hoàn toàn. Rồi lọc. Lọc nghĩa là đâu? Đem lọc nước. Rọc rồi đem qua bỏ qua phễu lọc á, bỏ cái giấy lọc lên đổ cái phần nó đi. Thì cái phần mà không tan nằm trên phễu. Phần dung dịch thì chảy xuống. Rồi lọc phải rửa phần không tan thu được chất rắn C. Phần chi cố. Răng mà em hỏi cái chi chi chứ. Rồi lọc xong chưa? Rồi rửa phần không tan thu được chất rắn C. Cái nó là cái chi thì cô không biết. Muối đó. Không phải muối. Cái phần không tan, chất rắn C là cái phần không tan ấy. Chấm tính số gam C. Rồi, bài toán hỗn hợp bây giờ chúng ta sẽ làm. FeS2 mà đốt là ra cái gì đây? 4 lần FeS2 cộng 11 lần oxy đem nung nóng ra 2 lần Fe2O3 cộng 8 lần SO2. Lại 4 lần 10 lần. Cái bài này, cái phương trình này mình học trong bài điều chế SO2 từ đầu rồi mà, quên à. 8 SO2. 2 lần. Tiếp tục CU2S mà cộng oxy là ra gì? CuO cộng SO2. Hai CuO, hai oxy xong. Đây là bài toán hỗn hợp tình làm gì à? XY. Rồi, XY. Nói cho cô biết chất rắn A là ai? Đúng rồi, Fe2O3 và CuO.
Khí SO2 để cho bao nhiêu? À, khối lượng hỗn hợp bao nhiêu? 4 gram. Mấy? 4 gram. 4 gram. Đâu có gì à, cái gì bằng 54 này? KSA 56 bằng 12. Kép cô vậy ạ? 11. Biết gì mà lết nãy nãy trừ. MA là bằng. Ủa, đang mà MA, MA là cái gì mà MA? MA ít vậy. Ừ. Bao nhiêu không? F2 bằng mấy? 32. Mình 120. Nói đi. 120 nhân nhiệt. Còn CO2S là mấy? 160 bằng 84. 84 rồi. Để cho tiếp gì? Để tích CO2S2 là mấy? Ủa, đang số môn của SO2 là y cộng y được, 2 y cộng y chứ. Ờ. Đúng rồi đó. Dạ, riết mấy rồi mấy. Con ngủ tính đi, con cứ chép hoài đó. Tính đi. Mình xong kia mình ơi. Để yêu gọi là như thế nào? Giấy đi xong chưa? Rồi. Để yêu gọi là như thế nào? Toàn bộ một vật A và B. Tính SO3 chứ. Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3. Rồi. Bây giờ SO2 làm năng chuyển thành SO3 đây. Oxy. Oxy đúng rồi. Đi ra. Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3. Mà số mol SO2 là mấy rồi? 0,9. Thì SO3 cũng là 0,9. Rồi sao nữa? Mên sao nữa con? Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3 rồi sao nữa? Mên. Cái đề đâu? Thì chuyển toàn bộ SO2 thành SO3 làm gì tiếp theo? Hấp thụ nguồn nước là lấy ai cộng với nước? SO3. Ừ, SO3 cộng nước thành cái gì? Đúng luôn. Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3, sau đó hấp thụ vào nước, thu được dung dịch gì? B. Dung dịch B là cái nào đi? H2SO4. Đúng rồi, dung dịch B là dung dịch H2SO4. Số mol H2SO4 bao nhiêu? 0,9 luôn, đúng rồi. Rồi bây giờ sao, nó là sao? Cho toàn bộ A và B. Tỷ số mol của hai. Cho toàn bộ A và B mới rồi. Thì A là F2O4. Ừ. Tỷ số mol đó. Số mol F2O3 là mấy? 1,2. Ừ. F2O3 là 0,15. CO là mấy? Bây giờ cho hai này là tác dụng với H2SO4. Ai tác dụng với H2SO4 trước? Không biết. Vai trò như nhau. Chia hai trường hợp. Chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là F2O3 hết trước. Trường hợp thứ nhì là CO hết trước. Còn cái là không đặt trường hợp thôi. Bây giờ cả hai cái đó đều tác dụng được với 2 SO4 đúng không? Thì giả sử vậy mình sẽ trường hợp 1 là F2O3 tác dụng trước, hết trước.
vì hai cái thằng nó vai trò như nhau. Chứ không phải là thấy kim loại sắc mạnh hơn là oxy nó tác dụng trước đâu nghe. Trường hợp 1 Fe2O3 cộng H2O4. So phần thứ nhất là H2SO4 dư mấy? 4 dư là 0,45. Sau đó nó dư, nó tác dụng tiếp với COO 0,9. Vậy MC chính là MCOO dư 0,15. Chắc rắn C là gì cô? F2O43 quá. Đâu chứ C là cái COO dư đó chứ. Chứ còn hai muối nó tan trong dịch rồi mà con. Nhớ là vai trò của hai oxit bazơ này như nhau. Vai trò nó tác dụng axit là như nhau. Nhớ ngay cái muối tạo ra là nó đều tan trong muối rồi, cho nên nó không phải là chất rắn xe đấy. Chất rắn xe chính là cái oxit còn dư. Bây giờ trường hợp 2 là gì đây? Trường hợp 2 là xét ai phẩm trước? Trường hợp 2 COO. Mấy đứa này suyệt như là khi mà CO phản ứng trước thì điện xuống ô chưa? Mình viết trình vô cho cô chưa? Mình ơi. F2O3 dư bao nhiêu con? 4,5 rồi. Đúng rồi. Vậy lúc đó chất rắn C thu được chính là F2O3 dư là 0,05 nhân 80 là bằng mấy? Bằng 4 à? Vậy cô có thể kết luận MC sẽ đi từ 8 đến 12 gam. Bởi vì đâu phải nhất thiết là thằng này sẽ phản ứng trước, thằng phản ứng sau, hai thằng sẽ phản ứng đồng thời thì sao? Cho nên khối lượng chất rắn C nó sẽ dao động từ 4 cho đến 12 gam. 8 hay 4 cô? Hả? 8 hay 4 cô? Không phải 5 nhân 80, nhân 160, ồ chứ cha, cô nhân lộn, 160 là 8 gam. Vì trong thực tế không phải lúc nào cái thằng F2O3 cũng phản ứng trước hoặc là COO phản ứng trước, mà hai cái đó phản ứng đồng thời, cho nên thành ra có lượng chất rắn nó sẽ chạy từ 8 đến 12. Rồi, cô ghi